Chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online. Và ngày hôm nay mình đã dời cái nhà mình lên đây. Thì mình dời cái nhà lên đây nè. Nhưng mà bây giờ mình suy nghĩ lại là cái nhà lên đây không có ngon tí nào cả. Mình đã dùng hết số lượng sàn mình cướp được ngày hôm qua, mình lên đây mình xây nhà. Nhưng mà trên đây thì chả có ngon lành tí nào. Bởi vì đúng ra là đây á là chơi là chả có ai đánh mình thì nhất thiết cần gì phải xây nhà trên đây. Cái thứ hai là thực tế á, khi chơi PB nhà trên đây là cái nhà mà còn dễ bị đánh hơn nữa. Dễ bị đập đánh sập hơn. Có quét rồ xịn mà lên đập thôi. Đó. Bởi vậy cảm thấy khó khó khăn với lời. Nếu mà đúng là cái này xây nhà nhỏ nhỏ hoặc xây cái sàn không thì chắc được. Nhiều cái mặt may còn chơi với quét được. Chứ không mà xây ra nguyên cái nhà lên thấy là dễ bị bóp. Rõ ràng là rất là dễ bị bóp luôn. Mà giờ làm ở trên đây lại còn cực khổ cho mình nữa. Đây đây mình chạy lên thấy đằng kia có cái loot đỏ kìa. Để coi đằng kia có cái gì. Đánh mấy con chim con cò gì có polymer kìa. Con chim con cò gì có polymer đó. Mong là lượm được cái loot đỏ, lượm được 1 tỷ cái yên ba sừng tỷ giáp. Yên mặt ngu tỷ giáp tầm đó, yên ba sừng làm gì nữa đúng không? Tầm mà giáp cao thì không cần yên ba sừng ba xiếc gì nữa. Mình trong lúc mà thời gian mình về nhà lên đây mình phát hiện ở đây cũng có khá khá nhà. Nên là bay phải cẩn thận chứ không phải là muốn là bay đâu. Bay ngang nó bắn sấp mặt lờ. Bởi vậy nên là giờ mình bay rất là cao. Để cho đừng bị nó bắn kìa, có thuyền rồi kìa anh em thấy chưa? Nhớ đâu đây cái khúc trong đây nó cũng có một cái nhà. Nhà đá nhà gì á. Bây giờ thì không thấy nữa. Chắc làm khúc nào khuất bây giờ mình không thấy rồi. Hay là tại bay cao quá không thấy. Ở map này mình chơi map Island bây giờ mình tắt luôn hiệu ứng ánh sáng, bởi vì hiệu ứng ánh sáng của map Island nó chả đẹp đẽ gì cả. Ôi, bay thấp vậy thì đang bay cái lót cái nhà. Không thấy cái nhà cái bay tới cái lót cái nhà bắn. Thông thường mà bay Managa hay bị vậy lắm. Managa bay nhanh á. Ở đâu có lót cái nhà đâu. Bây giờ bay tới thì nó bắn sấp mặt liền. Ui chôn lui. Ôi xong luôn. Dead game. Chồng lùi cắn cái hiện bản trắng dead game. Cái mod này anh em nó lỗi quá rồi lỗi luôn á. Thật ra là chủ tịch nãy bữa nay nãy giờ chủ tịch cố gắng rất là nhiều để vô được cái host của mình mà vô mãi không được. Chán VL. Như là cái host mod này là mình chỉ có chơi một mình thôi. Bây giờ mà vô không được host thì mình tạm biệt cái game này luôn. Tạm biệt cái mod này luôn. Mình đang là dụ dỗ chủ tịch livestream chơi PvE livestream mà chủ tịch đang phân vân lưỡng lự. Mình không biết là chủ tịch livestream thì anh em có ủng hộ cho chủ tịch không. À bây giờ thì này là lúc nó bị reset lại rồi, cho nên là bây giờ mình chào mừng tất cả các bạn đã đến với ARK Gaming Online. Mình là không có giới thiệu tên đó, thì bây giờ mình đã về nhà lên đây rồi thì các bạn cũng biết rồi đó. Cái chỗ này rất là bớp cho nên là bây giờ mình ấy ấy này kia các kiểu. Đấy, có cái nhà đá đây nè. Nãy giờ mới để ý nha. Ôi chà, con Riffin nè. Ôi chui. Ê, hình như tôi thấy một hiện tượng lạ. Xây nhà dưới nước. Tôi rết cụp đầu. Ý, trời ơi, ta đấy thì chứ. Trời ơi, Phật tổ phù hộ con rồi. Mày không thoát được đâu con trai, mày chỉ có một con Riffin đây.
Ui, ơi 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 thôi 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 mẹ gì cái nhìn thấy mấy cây chanh mà sao nhảy vô bị bắn là sao? Game lỗi phải. Rõ ràng nhìn thấy mấy cây chanh. Ôi trời. Ê, mấy chú cười Redfin đồ đây các kiểu ha. Rồi công việc đầu tiên là phải dụ con Redfin này đi mất. Rồi sau đó mình sẽ chế liệu đạn. Liệu đạn là nằm ở cấp mấy rồi? Tại vì không có turret thì chơi liệu đạn thôi là đủ 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 rồi. À, liệu cái liệu đạn cái liệu đạn đâu rồi ta? Liệu đạn ơi, liệu đạn ơi, nằm đâu ta? Cái trái liệu đạn. Bắn canon phí lắm, ai bắn canon đâu. Anh em đừng có nhìn thấy cái canon rồi kêu anh chế canon đi. Cái liệu đạn mình quên cái tên cho nên là bây giờ. Liệu đạn là bao gồm dầu nè. Chế là tốn dầu, tốn đá, tốn bột thuốc súng. Ái chà chà, vậy là trong ngày hôm nay tôi không đánh được nhà đó à. Cái liệu đạn nó nằm cấp nhỏ lắm mà có đồ S cộng vô đây nó rối ren item đây. Đây dầu nè, bột thuốc súng nè, fiber nè, da nè, metal nè, dầu, đá nè, rồi thôi xong tụi mày không thoát được đâu con trai. Nhà xây dưới nước máy phát điện chạy không được chứ gì. Trời, cái bài này quen lắm. Ôi cha. Ê, được rồi. Thôi cho bay lên. Ê ê ê ê ê. Thôi xong. Thôi xong, thôi xong, bay ra đi con quỷ. Thôi xong, nó bắn cái này là chết ngắt rồi. Ôi, cũng hên á, có yên có giáp với bờ te này cũng trâu à. Nhiều bông là bắn nãy giờ chết ngắt, chứ không còn cái cơ hội nào mà sống đâu. Đầu tiên là mình cứ dụ con Redfin nó đi xa xa, càng xa càng tốt. Ra chơi BVB á. Người ta hay cứ thấy thú nào mà không có tắt, không có chỉnh Baxi á, là cứ đem đi dụ, dụ đi thật là xa luôn. Dụ vô nhà của thằng khác cho Turret bắn. Nhưng mà tụi ở đây là một đội cho nên là mình dụ đi cỡ nào đi nữa thì tụi nó dụ vô nhà tụi kia thì cũng vậy thôi. Chứ là mình dụ cho nó bay mất là được, chứ không nhất thiết phải dụ vô nhà người ta. Ngày xưa mình hay dụ vô nhà người ta. Đầu tiên dụ vô còn phá nhà người ta nữa. Cái thứ hai là chết thú đằng đó rồi. Con Redfin nó ở đây đi. Cho con Rít Redfin nó ở đây. Được dầu, bây giờ vô anh farm cái bẫy bắt đại bờn. Bắt một con đại bờn cái đã. Bắt đại bờn anh kilo. Với lại đô e. Ở đây phải bắt những con đó. Kế hoạch mà đánh cái nhà đó vẫn là một kế hoạch lâu dài. Mình có nên là đi farm không ta? Thật luôn á, mình nghĩ là mình không nên đi farm. Mà mình phải làm sẵn hết luôn rồi vô đánh nhà cho anh em coi chứ. À, bắt anh kilo để bàn cái kiểu. Tôi có sắt nè, dầu, bây giờ là mình thiếu dầu. Với lại một số thứ này, đánh nhà, đánh cái nhà rơm thôi mà không có đồ. Được rồi. C4. C4 nè. C4 tính ra coi dễ chế không nè. Cơn tốn ngọc trai. Cho nên là cũng hơi khó. Thì kim pha bằng dầu đỡ rồi này. Polymer map này phải đập Obsi chế. Được rồi. Bây giờ là để coi. Làm cái bẫy. Làm cái bẫy. Làm cái bẫy bắt đại bàng. Tôi sẽ làm cái bẫy bắt đại bàng. Dinosaurus. Dino Thon Dinosaurus Getaway nè. Mình học cái S cộng thì ui chà học sai rồi. Cấp 27 kéo xuống này, học cái S cộng luôn thì học cổng bì hôm chi. Dino sâu vết Getaway đây đó. Mình học cái S cộng luôn cho nhanh. Thật ra mình chơi không cần S cộng mình cũng dụ vô được.
Nhưng mà mình chơi mình làm cái cọng cho nhanh đó mà. Rồi cái mấy cái búa mình vẫn còn trong tay, xuống đập đá rồi chơi thôi. Bờ te này thì chứ sức chứa này sao chơi. Ủa, ôi thịt này cũng còn luôn nè. Đấy, giữ lại polymer da các kiểu còn là điểu. Vô đây ôi sai quy trình rồi, sai quy trình rồi. Bây giờ tôi phải bắt một con thú farm trái cây. Để coi kiểm tra của mình có cung độc á. Tao gửi thôi, thôi 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 không sao không sao không sao, mình cướp độc nhà ta một đống đây nè. Bây giờ làm tên thường. Đây đây cái đuốc nè, ARR này cứ chế 100 đi, 1000 cũng được, cái chế trước đi rồi sau đó lát cái chế tên độc sau. Ui đúng quy trình rồi, đúng quy trình rồi, đá gỗ lên đây có sẵn nè. Đúng chứ lại bảo sai đi à, ai bảo sai vậy. Chờ mấy cái này nó chế xong, chế gì nhiều quá chế rút ngắn lại thôi. Thì bắt con đại bàng trước đi, con này bắt thú ăn cỏ. Giờ đúng quy trình rồi, đúng 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 đúng, không có sai. Ngưng chế cung lại, lát mình trên đường bay mình sẽ chế cung. Bây giờ chế mấy cái cổng này, công nhận tôi rộn thiệt luôn á. Chế 5 cái không đủ sức chứa, chứa còn 700 mình tính không đủ à. 2 cái rồi còn 3 cái nữa, 4 cái cũng được mà thôi, để cho nó 5 cái cho anh dài dài. Hết gỗ à, game lỗi vãi, hết gỗ rồi. Tôi đang suy nghĩ là tôi đang rất là buồn anh em à, bởi vì tôi sống trên cái cục đá này, tôi không biết rồi tương lai tôi sẽ đi về đâu, rất là buồn. Đó farm gỗ phải cởi bờ te vậy mà thôi, mọi thứ sẽ thay đổi khi tôi có đại bàng. Tôi sẽ đi trộm ổ hải ly thẳng luôn chứ. Ê ê, bây giờ mà mình không được, mình trộm ổ hải ly mình online rất là ít, mình online ít thì trộm ổ hải ly kiểu gì. Ổ hải ly đâu ra bao nhiêu nó, trời ơi phế vật chưa, không lẽ tôi đập dưới tôi đập đá luôn. Trời thôi chứ đập đá chế nhanh, mấy cục đá bữa mình đập đây dưới đây cái giờ không ra là lâu quá rồi lâu. Rồi đập đá nào, nãy là mình chế trên kia là còn thiếu một cái cổng nữa, nó là chế 2 cái cửa rồi sau đó đi bắt đại bờn. Thấy chưa, tôi nói mà game lỗi vãi luôn. Ủa mà nãy như tự nhiên cái bị gì lỗi ta. Không biết là nếu mà mình làm thêm một cái series mod, một mod thú á, để cho chủ tịch vô chơi anh em ủng hộ không, chứ là cứ như là vừa chơi sang cái này vừa chơi sang series mod chứ chơi mà không có chủ tịch vô thì buồn quá. Chắc là chủ tịch rất là hợp với chơi mod, anh em thấy đúng không, chủ tịch rất là hợp với chơi mod, còn chơi mấy cái này chắc là không hợp với chủ tịch rồi. Thát rồi, thế là xong rồi, thôi xong đủ rồi. Đấy. Rồi. Lấy tên, lấy tiết cái kiểu. Đây chơi 100 thôi. Thì bờ te yếu đuối lắm. Đây lấy tên độc bên đây. Bà mẹ mày chứ unlock. Né ra. Trăm 100 bình độc theo. Đấy, đủ rồi đấy. Rồi, cái nỏ này là đủ luôn. Thôi xong đủ hết rồi, đủ bộ bộ đồ nghề rồi, bây giờ là đi. Ồ bà mẹ nó cài cái bình độc vô đây làm cái gì vậy,
Bây giờ là đi vô trong rừng kiếm một con đại bàng. Lại đạp thêm một ít thủy tinh. Ê, chế ống nhòm. Cái gì, nhà có ống nhòm mà. Nhà có thủy tinh mà. Đấy. Là ngoan, ngưng đi. Ngưng rồi mình chế cái ống nhòm trước cái đã. Là chế cái này, không không có ống nhòm sử dụng. Đây lụm cái thùng ở đây không ta, thôi kệ nó. Cái map Island này mình tắt luôn cái hai cái hiệu ứng ánh sáng này rồi, tại Island hiệu ứng ánh sáng nó cực kỳ xấu. Chả có đẹp đẽ gì cả. Sờ Bino, ui, bấm lộn. Ê ê ê ê lên. Sờ Bino này cấp mấy đây? 24 là thấy phế vật. Đi vô trong rừng đối mặt với thi la cô leo, tôi nghĩ là tôi phải bay thật cao lên trên đỉnh núi. Khoan, bây giờ tôi nhớ điều gì sẽ xảy ra khi tôi lên trên rừng đỏ rồi, nên là quyết định của tôi là lùi lại một bước, mặc chế bộ đồ da rồi làm bẫy chỗ khác. Tôi sẽ không chơi rừng đỏ đâu. Tại sao mình ở đây rồi, mắc gì phải lên rừng đỏ bắt đại bàng, trong khi ở đây mình cũng có đại bàng vậy. Nghĩ lại mình rộn thiệt á. Vô lây hoay mãi, ở vậy chơi mãi mà vẫn gà. Mấy bộ đồ da. Ấy, hôm bữa mình có cốp lông không ta? Mà lông thì cũng không đủ bộ đó. Thôi, mặc đồ da được rồi. Thì giáp da. Giáp da cấp mấy đây? Đây. Mặc bộ này vô đi cho đỡ lạnh thôi, chứ đáng lẽ mẹ già mặc giáp là một như là một sự sỉ nhục cho cái sự cao cả vậy. Đó, giờ mình thiếu nước nôi rồi đúng không? Đồ mặc giáp da vô nóng luôn nè. Con T-Rex. Lên trên kia cũng lạnh rồi, không sao kệ nó. Mình định là làm cái bình nước, bình thủy tinh mà thôi, cứ quần đi quần lại tốn thời gian. Trên đây không biết là trên núi này như không có đại bàng, mà trên đây khúc này có voi ma mút. Đây sẽ là con thú chặt gỗ của mình. Đấy, có đại bàng luôn nè. Có chứ không phải là không đâu. Đại bàng cấp mấy đây? Cấp 16. Ba con đại bàng. Cấp 8, cấp 32. Cuộc sống à. Đại bàng đánh với chó. Những con đại bàng rớm máu. Tự nhiên bây giờ nhớ lại mắc gì phải tội gì phải lên rực đỏ đúng không? Trong khi là ở đây nó cũng có đây này. Có lẽ bạn chính xác. Có đây tìm. Ngay cấp 100 đi. 96 chơi nó không ta? Ui cha đại ca. Đại ca cấp 8. Cũng hên là mình xây nhà trên cục đá. Rơi dày dưới đất là đại ca xuống là chết. Chết em.
44. Tha hồ lên đây lựa phải không? Lựa đồ như đi chợ. Tôi nghĩ là bắt con 96 là được rồi. Nãy giờ chả thấy gì cả. Kìa con đại bàng đen kìa. Mà nó đã đánh nhau rồi. Thì nó cấp 8 thì xác định, xác con mẹ nó định luôn. Tôi không đủ siêng năng để đi xa đâu. Tôi nghĩ là tôi bắt con đại bàng 96 đó được. Tôi không đi xa nhà nữa, đặt cái 7 ngay đây. Sau này sử dụng lâu dài. Nhiều khi gặp đại bàng cấp lớn làm giống các kiểu. Phải lúc nào cũng may mắn như vậy. Thì ông nhòm khó nhìn thiệt luôn á. Nhòm tí xíu à. Đây là con cấp lớn nằm đây. 96 này. Tôi sẽ đặt cái 7 ở đây. Mong là cái nó sẽ vào. Cái 7 ở đây đường khó không ngay ngắn gì hết. Là cái chỗ khó đặt thật á, thì nó không ngay ngắn. Đây đi, chơi vụ tay luôn cho rồi, khỏi con vụ bằng Pteranodon. Vậy đi. Why? Chết cha tôi rồi. Pick up lại. Trời, tôi lấy được gốc rồi mà như vậy. Rồi, này chắc là đại bàng không ra được. Xong, tôi vứt hết đồ đây. Tắt ngay cái chế độ ngu dốt này. Tắt sao quên ta. Rồi, còn cái cửa đằng trước thì cứ cho auto đi. Không có S cộng thì không cần auto á. Ý cha, con 28, con 96 đâu rồi? Con đại bờn kia đâu rồi? Trong lúc tôi xây 7 nó đã chạy mất rồi. Tại sao vợ? Đây đây đây, nó trên đây, nó trên đây, chắc chắn luôn. Khẳng định. Biết ngay mà. Cho đánh yêu mấy cái nè. Để bàn này lông dễ, hơi vàng vàng. Màu này là màu cứt gà sáp. Để bàn đó là màu cứt gà sáp. Trời ơi, anh cặc no kìa. Thôi đi đi anh. Đây, sao anh lại cái 7 của em? Con quỷ. Mày biến đi con. Đúng rồi.
Chết bà nội mẹ rồi. Auto vậy sao được. Quên. Để auto thì chỉ có mà chạy bộ thôi. Ê ê ê. Tao ở đây nè. Ừ. Chơi liền không? Này phải rảnh rảnh đem cái xác không là đây cho nó đá không? Cái là mình xong mình tam min nó được liền. Mà giờ làm biến vậy lắm. Xong mình còn phải đi farm thịt đùi cho nó nữa. Thời gian đó là đã đủ rồi. Thế cho sống ở đây với anh Kilo rồi cũng khỏe. Lâu lắm rồi Island này nó đổi nhạc kìa. Ôi. Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Hả? Đáp xuống luôn rồi. Tưởng đâu là nó chết chứ. Ê, thôi mình chạy vòng vòng mình chơi tí. Nhưng mà mình canh nó đó, mình canh nó đi. Có hổ báo cáo chồm, linh cẩu đâu lại. Trời ơi, nãy tôi bắn một phát là chết luôn. Thấy không, bởi vậy tôi nhìn là tôi biết có một hiện tượng lạ liền. Cho nên là tôi đã ngưng bắn ngay lập tức. Và nó đã xỉu trước mặt tôi. Bởi vậy cái đó là cái gì? Cái level, cái độ bờ rồ của người ta. Không phải là muốn yeah. Ít hồn. Tự nhiên mở cửa hà. Mở cửa làm cái rầm. Mở cửa làm cái cặc luôn chứ. Tưởng nó bị con gì cắn á. Bây giờ về nhà làm cái bình thủy tinh uống nước. Cái xong lên farm cái là đủ cho con đại bàng nó ăn rồi. Game là dễ. Tôi ít khi nào đi bắt thú lắm. Vậy nên cứ gà mãi. Tôi cuộc sống tôi chỉ có tối ngày chỉ có đi farm thôi. Farm chế đồ cái kiểu à, làm gì đây? À làm cái bình nước. Cái bình da. Quá tờ da. Rồi. À con red đó là con láo cá chó nào. Rồi cấp 68. Red bắt từ 190. Và như con test red cao nhất mình gặp trước đây giờ là con test red 180 đó thôi. Mà ở cái map này sao mấy map này thú level nhỏ. Chứ cả như Ragnarok với The Center với lại Vaguero thì cấp cao thiếu gì. Em như là Code S nè, Aberration đồ với lại Island cao tú cấp nhỏ quá trời nhỏ luôn. Thì Tension nó cũng nhỏ xíu. Nó bị lỗi gì nè anh em, cái sàn sắt nó không có độ chi tiết. Do cái mod này nó lỗi dữ lắm. Lỗi phải lờ ra. Ôi onlo kìa. Một tem nhà onlo coi cấp mấy. Thôi vậy là biết thằng đầu đàn nữa cũng không khác gì. Biết mà. Thằng đàn em cùi mía thì thằng đàn anh cũng như cứt thôi. Đánh dài con linh cẩu lấy thịt đùi coi.
Lin 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 cậu nè, con Lin cậu. Bà mẹ tụi mày, mày chơi nhảy hết rồi. Ngu vừa phải thôi. Rồi xong nó xuống nó cắn anh Kilo chứ. Mày có bị não không mày? Cái con linh cẩu này dễ có thịt đùi. Cắn hết mấy cái xác này để anh kia là cái S nữa. Nhưng mà kia thấy là đồng đội nó chết hết rồi, nó không dám lại đâu, nó đứng nhìn liền không. Rồi chạy liền. Cái thứ chó hùa nó vậy á. Ban đầu thì hùng hổ lắm. Để có bầy thì hùng hổ. Rồi cái thứ này giết luôn. Lên tới cái thấy con cái con bọ cạp hay là con hổ trong cái chuồng đại bàng là thấy thôi xong luôn. Cấp 4. Này cấp mấy? Ôi ơi, bởi vậy mấy cái thứ đi chung nhau, cùi mía cả một thế hệ luôn anh em à. Hai tám thì bỏ qua luôn, coi anh này cấp mấy đây, sao bây giờ nhiều đệ bờn vậy, không lẽ làm phát làm tỷ con luôn ta. 40 đây nữa, cái gì vậy, cung cấp thịt đùi à, kết anh rồi nha. Đúng là con đại bàng mới có thịt đùi, còn như con rắn tôi không biết thịt đùi đâu ra. Nhưng mà nay con rắn farm được ít thịt đùi rồi nha. Ngày xưa con rắn trong ARK farm được nhiều thịt đùi lắm. Nay rắn farm ít hơn. Ngày xưa nhớ con rắn farm 7-8 miếng thịt đùi, đôi lúc nó lên 7-8 miếng thịt đùi luôn. Bây giờ không còn nữa. Rồi ăn phát. Rồi xong, thúi thịt đùi hết. Phàm sớm quá vậy. 6 phút được. Cũng hên á. Là nó sẽ không quánh trúng được con đại bàng kia. Nhưng mà tao cho mày đi đáy luôn. Mày đã khai chiến với tao thì mày chuẩn bị đi đáy đi con. Biết trên tay tao có gì không? Cây nỏ đó mày. Mày không biết tao là người Việt Nam mà, tao quánh cho mày biết nói tiếng Việt luôn. Tao là giờ tao thích thì giết, không thích thì giết mày thôi. Mày đừng có lại đây mày phá. Đó, thấy không? Kết cục của mày á. Kết cục của thằng Hai Vũ á. Rồi, xong. Được rồi đó. Đây, cộng thêm Tamina cho nó đi. Bay vòng vòng coi có con gì không? Gì trôi được không? Mày bay nhanh dữ dạ. 5-6. Không có một cái nút nào ngon cả. Thôi ở đây canh đại bàng đi. Có gì bảo kê nó nữa. Mà nó, nếu mà tự nhiên một con hổ mà nó ham muốn nó chạy lại thì thôi rồi luôn. Khi mà nghe cắn cái là chết ngắt rồi. Chỉ trừ khi mình phát hiện trước thôi. Ê thiệt chứ cái ống nhòm. Bây giờ phải xuống khỏi thú coi mới dễ. Không thấy luôn rồi.
Rồi, thì ra là cái cục đá phía xa trên đây, hình như con đại bàng trên đây nè. Đó, nó di chuyển à. Đây, cấp 16. Cái đồ đáng chết. Ui, đói bụng quá. Ăn cái nữa. Rồi, tươi thịt hết. Sao, còn cái nữa là xong rồi. 500.000 thịt đùi. Rồi sau này làm kiếp bồ luôn cho nhanh. Có cái máy lùm trứng của S cộng mà. Ô vít rất to vậy. À, tối rồi. Mấy con canh để bàn ở đây. Chắc ngày tập sau mình đi farm sẵn hết rồi, tập sau đi kiếm con anh kilo cùi bắp thì làm lựu đạn phá nhà tụi nó. Ngồi đi farm cái này, mặc thú cái này ai coi, anh kilo tự bắt luôn. Ủa, tôi nhớ tôi làm có cây đuốc rồi mà ta. Xong rồi. Đói bụng quá, chắc là xong bây giờ mình kết thúc video luôn. Được cấp 143. Bà mẹ. Rồi bay về nhà thôi. Ơi nhà tôi đâu rồi? Đây nhà tôi hướng này. Này chắc là mình xong mình làm hai video luôn quá. Ăn xong mình làm tiếp một video cho anh em xem, tại đói quá không quay video nổi. Kết thúc sớm mình sẽ quay tiếp một video cho anh em ha. Bây giờ nhà rồi nè. Vậy thì bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận dưới. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công của mình trong tương lai. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại con đại bàng này, lấy lên.